Thưa quý vị và các bạn, tình trạng gọi điện nhắn tin với mục đích dẫn dụ để lừa đảo đã xảy ra khá thường xuyên trong thời gian qua. Tội phạm thường tập trung vào nhóm người lớn tuổi để thực hiện hành vi lừa đảo. Điều này đặt ra vấn đề là làm thế nào để phòng tránh có hiệu quả đối với loại tội phạm này. Và mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây từ những người đã từng bị kẻ xấu nhắn tin gọi điện để lừa đảo, từ đó có cách phòng tránh hiệu quả. Năm nay đã gần 60 tuổi, ông Phan Ngọc Tuấn cũng đã nhiều lần bị người lạ gọi điện thoại đe dọa, yêu cầu ông đóng tiền phạt cho vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, nhờ thường xuyên đọc báo xem đài nên ông nhận ra những cuộc gọi nêu trên là phương thức thủ đoạn của kẻ xấu, nên đã giúp ông chủ động phòng tránh được những cái bẫy lừa đảo. Tôi xem được những cái bài báo về những cái cách phòng tránh, nên thôi phòng tránh được những cái trường hợp mà nó gọi lại, nó đe dọa hoặc là nó kêu mình cung cấp cái những cái cá nhân của mình đó để nó lừa đảo. Tại cửa hàng tạp hóa của mình, trong những lúc rảnh rỗi, ông Chim Văn Sang thường vào các trang mạng chính thống để xem, tìm hiểu cách phòng tránh tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Nhờ đó mà gia đình ông đã chủ động ứng phó có hiệu quả trước nhiều cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ yêu cầu ông trả tiền vay mượn trước đó, dù gia đình ông không vay nợ của chúng. Nó có gọi đến mà đòi nợ gì á thì bà con đừng nghe theo lời của nó. Đó là nó kêu gọi mình là để nó lừa đảo. Nên bà con phải tránh những cái đó. Cách tốt nhất là không nên nghe và không làm theo lời của nó kêu mình làm. Nhờ có tinh thần cảnh giác cao và cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin, nên nhiều người đã phòng tránh được những cuộc gọi lừa đảo của kẻ xấu. Mình cũng theo dõi trên báo cũng như là trên đài, cho nên mình cũng có rút kinh nghiệm cho bản thân, cho nên mà mình tìm cách mình từ chối những cái cuộc gọi đó cho một cách thích hợp để mà mình không có bị lừa đảo. Đối với những người mà sử dụng mạng xã hội, khi mà mình lên trên mạng xã hội thì mình cần tìm hiểu nhiều cái thông tin hơn nữa, nhất là những cái thông tin tuyên truyền cảnh báo về các cái phương thức thủ đoạn lừa đảo của các cái đối tượng mà xấu, thì mình còn phải tìm hiểu những cái thông tin chính thống, những cái thông tin tích cực nè để mình lan tỏa, đồng thời mình cũng phải tuyên truyền những cái phương thức thủ đoạn mà mình đã tiếp cận được để cho những người thân, bạn bè, những người xung quanh để mình hiểu được, để tránh là bị lừa đảo. Hiện đang có nhiều hình thức lừa đảo mà kẻ xấu thông qua việc gọi điện hoặc nhắn tin để dẫn dắt người dùng mạng xã hội chuyển tiền cho chúng để chiếm đoạt. Thực tế, đã có nhiều trường hợp nạn nhân mất số tiền rất lớn, lên đến cả tỷ đồng. Vì vậy, người dùng mạng viễn thông, mạng Internet cần phải nêu cao cảnh giác, quản lý chặt dữ liệu cá nhân, không làm theo yêu cầu của người lạ nhằm tránh bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo.